Thầy Nguyễn Văn Hậu, Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh có ông Nguyễn Đình Thuận, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Ông Đoàn Hồng Giang, ban đại diện. Thầy Nguyễn Văn Hậu, Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Xin trân trọng kính mời thầy. Trong dạy và học tăng cường đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng ôn tập cho học sinh, nhận nâng cao hiệu quả đào tạo, tổ chức kiểm tra chung chặt chẽ 2 lần trong học kỳ từ đầu năm với môn tin học văn phòng. Về tổ chức hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, tổ chức đầy đủ các lớp hướng nghiệp cho học sinh lớp 10, 11, 12 mỗi tháng 1 tiết và có hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bảo vệ môi trường sống, lưu thông tượng đài, tưởng niệm Võ Thị Sáu năm 2016 và nhà trường sẽ dán danh sách học sinh đăng ký học lại vào ngày 15 tháng 7. Trên đây là thầy vừa báo cáo tổng kết tổng năm học 2015-2016. Chúng tôi rất vui khi biết được đến điều đó, cũng nhân buổi kết thúc năm học này, tôi xin được đại diện cho tất cả quý cha mẹ gửi gắm đến tất cả các em học sinh đôi điều. Có đôi lời phát biểu cảm tưởng, xin mời em. Phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến, vâng, một mùa hè nữa lại đến, nhưng với chúng con, mùa hè năm nay thật đặc biệt, đó là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Chúng con chợt nhận ra trong nỗi buồn chia tay là sự ngậm ngùi nối tiếp những ngày tháng hồn nhiên, trong sáng tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Cô Trần Thị Thanh, hiệu trưởng nhà trường. Những kết quả tốt nhất, mỹ mãn nhất. Tôi chào các bạn. Tất cả phút mang tên đón anh mặt trời. Vỗ tay cho các bạn ơi. Thank you.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, lớp biểu dương năm học 2015-2016. Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, kế toán, thủ quỹ và các tập thể lớp có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, hiệu trưởng cô Trần Thị Thanh đã ký. 6. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông được quy định trong điều lệ Trường Trung học. Căn cứ kết quả thi đua, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2015-2016. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các lớp đạt thành tích, lớp tập thể lớp tiên tiến và tập thể lớp điểm dương. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Thank you.
một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi. Mời cô Bùi Bích Liên ở lại để là sân khấu để chúng ta tiếp tục trao phần thưởng cho anh và cá nhân. Nhà cây phương hồng con hướng nơi này. Đâu rồi? Lại đây nào, để phút thôi mà. Hát một đoạn đó thôi tôi. Không lẽ không ai thuộc bài này sao? Cảm biết từ lớp học cô giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để biết nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau. Thân nhiên tạm biệt lúc tay với nhau. Khi đang trường tạm biệt mãi là người anh thân nhé. Tạm biệt xa xôi ban đời. Quên tiêu cho tạm biệt nhé. Nhiều niềm vui một kỳ hè thật ý nghĩa.